Chúc mừng năm mới và chào mừng anh em đã đến với shop DucMomTV.com. Nhân dịp năm mới, shop giảm giá toàn bộ vòng quay và tăng tỷ lệ lỗ hút cực cao. Lạp 50k nhận thêm một lượt quay. Bên cạnh đó em còn nhận được rất là nhiều lì xì. Hãy mau nhanh chân vào shop DucMomTV.com thôi nào. Lại một ngày mới, lại gặp anh em rồi. Thì hello anh em, chào mừng tất cả em đã cùng quay trở lại với channel của mình và miền Đức Mon Việt Giai mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì hôm nay tôi đã nhận được rất nhiều những cái fan art và những cái ảnh mà các bạn vẽ mình và nhân vật game của mình. Thì hôm nay mình sẽ show cho bạn xem luôn nha. Ok, thì bạn đầu tiên bạn vẽ con nhân vật game của mình ở cái avatar kênh, các bạn nhìn thấy không? Rất là cute luôn. Bạn này bạn vẽ kiểu anime anh em ạ. 9 điểm. Đây là một bạn khác cũng vẽ con nhân vật game của mình, nhưng bạn kèm theo một dòng chữ, đó chính là Đức Mom Dubai mãi đỉnh. Và bạn này mình chấm cho 7 điểm nha. Còn bạn này vẽ là giống mình cực kỳ luôn, giống mình ở ngoài đời luôn em ạ. Đây mình cho anh em xem này. Và bạn này mình chấm 9 điểm nha. Ở đây thì cả hai bạn này đều vẽ con nhân vật game của mình. Và mình chấm bạn bên tay trái của mình là 9 điểm, còn bạn bên tay phải là 8 điểm thôi nha. Ông này thấy ông vẽ chi tiết cực luôn, ông vẽ quả đầu kiếp đỏ đen của mình cộng với cả cái quả dây chuyền có chữ DM anh em ạ. Ok, bạn này 8 điểm nha. Ok, còn cái ông này thì... Cái bức này ấy, thì tôi sẽ cho các bạn chấm nha. Các bạn hãy comment số điểm ở bên dưới nha. Nhớ comment đấy. Hai thằng cu Đức Mõ mà. Thằng Đức Mõ fake này, mẹ thằng danh vàng này, bắn nhìn như con bot. Lại lại, tao nói cho chúng mày biết nhá, ba cái thằng danh đồng này nhá, tao là danh thách đấu 3 sao cũng mày mù à? Mày không nhìn thấy à? Mẹ cái thằng vàng nhựa này. Bây giờ như nào? Solo hay như nào? Ê, tao hội sợ mày. Sao nói như bé này dẹt à? Tao sợ mày quá. Bây giờ như này, chúng mày gọi 4 thằng thách đấu đi. Tao chỉ cần tao và thằng đệ tao thôi. Nếu mà thắng được, tao cho mỗi thằng 5k kim cương chơi không? Này nhá, tao chấp 10 thằng như mày. Thằng này gáy xét nhở, ok, vào đi, không nói nhiều nữa. Ok, thì đã lâu lắm rồi chưa được gặp anh em. Thì hôm nay tôi quyết định cùng thằng dê ớt, thằng đệ của tôi sẽ cân 4 thằng đại kiện tướng nhá. Bên kia gáy hơi bị khét đấy. Và Đức Mõm chính thức là tuyển đàn em nhá. Thì tôi đào tạo dê ớt ấy. Anh em biết cái chiến tích của nó là gì không? Nó cân hẳn một tem Ấn Độ luôn, quá chết luôn. Thì trong trận đấu này cũng chả coi là sư phụ với đồ đệ đâu, chỉ coi là những người đồng chí, gọi là đồng đội, kề vai sát cánh chiến đấu. Đó, 2 cân 4 luôn. Anh em cố gắng ngồi xem clip này để xem là Đức Mõm có chốt được mấy thanh niên này không nhá. Thì nói chung là clip này chắc nhiều bạn cũng bảo là diễn này, nhưng mà thực ra không phải diễn đâu. Giờ đại kiện tướng người ta ngông lắm, người ta cứ chê danh thấp này kia. Này, ui dồi ôi, mù mắt quá Đức Mõm ơi. Ra đây mày lỏm cái đầu không? Kìa, dạo này kiểu ít chơi game cho nên là bắn nó hơi bị mù mắt. Thông cảm nha anh em nhá. Này, ok, lần này sẽ không ngụt được đâu. Ok, gì vậy? Dê ớt cân hết luôn kìa, cân 3 thằng luôn, đẳng cấp đấy. Để hôm nay mình sẽ dạy anh em cách để cân 4 nhá. Bình thường thì cân 4 mình nghĩ khá đơn giản đối với bản thân của mình, còn đối với mọi người không biết như nào. Ví dụ như này này, cách ở đây là gì? Là anh em bắn sao cho nó kỹ, không để hở người nhiều quá nhá. Ví dụ như là anh em đi móc chẳng hạn. Móc này anh em thấy không? Đó, đây còn một thằng nữa. Thì cái lý do mà tôi, ui, càng nghe, cái lý do mà tôi cầm Skyler ấy là nó là luật rồi anh em ạ. Khi mình bất lợi thế về số người ấy, mình sẽ được dùng kỹ năng hơn. Mẹ cay nhở, hết cả máu rồi. Thôi xong. Toàn, đấy biết ngay mà mình biết thừa luôn, pha đấy mình chết bởi vì mình không còn máu nữa rồi. Đù, thằng ấy khịa tao, được. Hiện tại Zeus nó lốc một mạng rồi, còn tôi vẫn đang xoay sở trong này. Từ từ bình tĩnh nào, bình tĩnh. Đó, có một thằng chạy đến. Anh em cứ bình tĩnh cho mình nhá. Rồi, mày vào, dí tâm vào đầu. Thấy không, đôi khi chúng ta cũng chả cần phải kéo tâm đâu, chúng ta chỉ cần giữ tâm sao cho chuẩn đầu được rồi. Mà hình như là bên ngoài keo đang có một thằng nó nhăm nhe mình sao ấy. Đúng ta, từ tôi mở keo đã. À đây đây, thằng áo xanh này. Từ từ nhá, nhìn tôi chơi bài lừa thằng này này. À thằng khác, một thằng khác nào đến. Thằng cuối cùng, mày chạy đâu. Ui dồi ôi, hết hồn con trồn nằm yên. Chúng mày để anh nóng rồi nhá. Anh nóng rồi đấy. Ui dồi ôi, ui đông ấy. Ui may quá mình xử lý thao tác siêu nhanh luôn. Một mạng hạ gục dành cho vị trí của Đức Mõm. Hai mạng hạ gục liên tiếp. Một mạng nữa nào. Thôi từ bình tĩnh anh em, bình tĩnh, cuốn bình máu đã. Rồi xong bình này nhá, chuẩn bị tới công đoạn luôn này. Mày múa trước mặt tao này. Thằng cuối cùng. Đứng lại. Thằng này đứng lại. Bình tĩnh thôi. Tôi dù gì cũng giết được 3 mạng rồi. Pha này đúng cân 4 được là đẳng cấp luôn. Cân 4 được không? Một đầu rồi. Skyler vào đâu? Ui, cân 4 luôn, đẳng cấp chưa? Mày thử công đến. Tao đã nói rồi, đừng có công đến. Dường như tôi và Zeus như kiểu là một cặp đôi song sát luôn, cứ gặp là đập. Ok, một thanh niên phải làm rồi. Hai, được chưa?
hai anh em bọn tôi cân hết. Ui rồi giật cả máy này. Làm sao một thằng này đưa cái mồm ra đây, vỡ mồm luôn. Thằng cu em dễ ớt, cứ bình tĩnh để anh tới anh giúp cho. Thì à, thằng này là một thằng nhân tố bí ẩn, phải nói bắn rất là hay anh em ạ. Thằng đệ mình đào tạo lên mà. À, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh để anh cover cho. Ui dồi ôi, được luôn. Đẳng cấp đấy. Tính ra thì bốn cái thằng đại kiện tướng này bắn cũng được, nó ăn mình hơn một dao rồi kìa. Bây giờ nhá, không cần phải one shot luôn. Gặp là bắn, bắn vàng được anh em ạ, miễn sao mình có kill hạ cục. Đấy. Vàng vàng luôn này anh em thấy không? Bắn full vàng, không tìm thấy một viên nào máu đỏ luôn. Bắn như vậy nó mới khó chứ chứ đỏ thì dễ quá anh em ạ. Ui dồi ôi, Zeus ơi, Zeus vĩnh biệt cụ rồi anh em ạ. Thôi được rồi. Mày cứ tin tưởng là anh đảm bảo anh cân bốn cho mày xem luôn, một mạng thôi nhá. Ui, phải xử lý nhanh mấy cái pha như này. Hết sức cả căng thẳng luôn. Trong cái tình huống này chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi, nhìn mình tỏa sáng thế này. Cân hết, không sợ luôn. Đây, thằng này mày chơi sọc gan. Ui giời ơi, sấy bừa. Thấy không anh em, thấy tôi ăn hết đâu. Một mạng rồi nhá. Tiếp tục ngoài keo vẫn đục. Thằng này chơi bẩn đấy, đục keo. Hơn người đục keo này. Bắn vào đầu luôn. Ok, chỉ còn lại một thằng cuối cùng thôi. Bình tĩnh. May có mang Skyler ấy, cho nên là cũng chả cần phải quấn máu. Mẹ cái thằng kia cứ đục keo. Rồi, bây giờ tao cho mày nói lời chăn chối cuối cùng này. Bắn đi chơi bẩn, chơi đục keo đã hơn người rồi. Lời chăn chối cuối cùng, mày sẽ nói gì? Mày đưa cái mồm mày ra đây. Đục keo đi, dậy mà đục. Vâng, anh ta vẫn rất sung. Mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt ta chạm nhau. Ánh mắt say đắm trong bồn tắm và anh ta đã phải nằm xuống. Một hạ gục đơn giản luôn, từ Quấn máu đã, bình tĩnh. Còn đến tận hai thằng nữa nguy hiểm thật. Chắc là thôi, để tôi phối hợp với Zeus. Tôi cân nốt cho đẳng cấp nha. Em ơi, lùi về. Ok. Rồi, thì tới công chuyện rồi đấy. Bây giờ chạy đi đâu, bị bao vây rồi. Đằng sau tao có thằng em tao. Bây giờ là đố mày chạy luôn đấy. Tao đố mày chạy luôn đấy, đầu lại cũng chặn rồi. Ok, phải tôi vào công luôn nhá. Công luôn. Yết sọc. Ok, một mạng rồi nhá. Sấy em ơi, sấy đi. Ok. Rồi, như nào? 75 luôn anh em ạ. Căng rồi đấy, bắt đầu căng rồi đấy. Phải chốt được 75. Ôi, đằng sau có thằng hay sao nhỉ? Từ nhá, bình tĩnh nhá. Thanh niên này bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhá. Rồi, bắn luôn này. Bắn luôn này, một thằng. 75 đẳng cấp luôn, 75 này. Ui dồi ôi, ảo ấy. Ui, one shot luôn ghê vậy. Thôi, chúng ta cùng xem màn hình của Zeus thôi anh em ơi. Hãy gạt tao nhanh lên, tao xem thằng em tao bắn nào. Rồi, và đây là vị trí của Zeus. Anh ta khoác lên mình là bộ trang phục đạo trích vàng, thể hiện sự đẳng cấp và sự bí ẩn của anh ta. Anh ta thì bật mí là anh ta sinh năm 2007 và tên là Duy nhá. Yết sọc luôn, được. Thì clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu như anh em thấy thích thì nhớ bấm like nhá và đăng ký kênh. Ok, bye bye.